Hường vào lúc chiều. Lên sóng vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày, Lưu Hường sẽ chia sẻ cùng các bạn những câu chuyện nhỏ, những dòng tự sự và đặc biệt có cả những ca khúc do chính Lưu Hường thể hiện cùng với guitar. Phát hành trên 5 nền tảng: app Hà Nội On, web hanoionline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời các bạn đón nghe. Chào bạn, bạn đang nghe podcast Lưu Hường vào lúc chiều. Bạn thân mến, trong cuộc đời mình, chắc hẳn ai cũng mong muốn có được một tình yêu nồng cháy, khắc cốt ghi tâm. Tình yêu đó sẽ tràn đầy những lãng mạn của buổi đầu gặp gỡ, đong đầy những dấu yêu qua từng tháng năm. Trong tình yêu đó, ta yêu người và người cũng yêu ta. Người tri kỷ ấy sẽ bên ta mãi mãi không rời. Nhưng thực tế cuộc sống lại đang có rất nhiều cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu bị tan vỡ. Những tình yêu đó ban đầu thì nồng nhiệt nhưng lại nhanh chóng chia tay vì lý do không hợp và trăm nghìn lý do khác nữa. Có người hỏi Hường, mãi mãi là bao lâu? Trước khi trả lời câu hỏi đó, Hường kể bạn nghe hai câu chuyện tình yêu của thời ông bà anh. Ông bà ngoại của tôi sinh ra ở mảnh đất miền Trung. Từ lúc cất tiếng khóc chào đời đến khi chảy giọt nước mắt xuôi tay đều gắn liền với từng khóm cây, ngọn cỏ nơi đây. Sau đám cưới vội vì chạy giặc, ngoại tiễn ông lên đường tòng quân. Giữa cái nắm tay ngắn ngủi lúc đoàn binh chập trùng tiến bước, ngoại kể bà chỉ nhắn vỏn vẹn hai chữ chờ em mà không phải chờ anh. Lúc mẹ tôi tròn 5 tuổi, ngoại gửi con cho cố rồi đăng ký tham gia vào đoàn du kích. Đêm trùng phùng giữa Bình Khê cũng là lần gặp cuối cùng cho quãng đời đằng đẵng sau này. Ngày nhận tin ông bị giặc giết rồi treo ngoài cổng chợ, ngoại bảo tim bà lúc ấy đã chết một nửa rồi. Tôi tò mò hỏi tại sao chỉ là một nửa. Ngoại nói nửa còn lại phải sống để trả thù cho ông. Mùng 1 Tết năm nào, nhà tôi cũng chuẩn bị hoa quả đến viếng ông trong nghĩa trang liệt sĩ. Những khi ấy, ngoại đặc biệt trầm ngâm, lúi cúi rút bớt chân nhang cắm trên mộ. Bà sợ ông đau, kể cả khi đã nằm xuống 3 tấc đất. Lần nào đến đây, ngoại cũng kể duy nhất một câu chuyện về quãng thời gian chiến đấu, về những đêm giặc càn, về những lán trại dựng tạm trong núi thẳm. Nhiều người nghĩ bà lẫn, nhưng tôi hiểu đó là chấp niệm duy nhất mà bà gìn giữ để cố sống nốt trong những ngày dài vắng ông. Có lẽ lúc đầu đến với nhau chỉ vì cảm mến, trải qua những gian khổ cận kề cái chết, tình cảm đó đã biến thành một loại nghĩa nặng tình sâu. Đối với ngoại, hẳn là không có nơi nào day dứt nỗi thương đau bằng mảnh đất này. Đến nỗi cả đời bà cứ quẩn quanh mãi ở đây mà chẳng chịu đi đâu khác. Và cuộc tình của ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi gặp nhau trong một lần thu mua mía tại nhà máy đường. Sau này mỗi lần hai người cãi nhau, bà lại chở tôi đi dạo lòng vòng quanh khu nhà máy, rồi thủ thỉ kể về khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ. Bà bảo giây phút thấy cái má hơi đỏ vì nắng của cô gái trẻ đang cong lưng đẩy chiếc xe đạp đẩy mía lên dốc, dường như tim bà hẫng đi nửa nhịp đập. Bà thú nhận kể từ lúc ấy ông đã bị mảnh đất này trói buộc cả cuộc đời. Vào năm tháng bữa đói bữa no được đo bằng tem phiếu, khi sự rung động thuở ban đầu dần thay bằng những lo toan vụn vặt,
trong nhà tôi không bao giờ thiếu những lời to tiếng nhỏ của ba mẹ. Dù thế, sau bao lần viết đơn ly hôn rồi tự mình xé nát, ba mẹ vẫn ở bên nhau cho tới khi âm dương cách biệt. Tôi từng hỏi ba tại sao lúc ấy lại không ký. Ba chỉ bảo, cái gì hư thì sửa, chứ không phải vứt đi. Những chiều cùng ba loanh quanh ở nhà máy, sau mỗi lần cãi vã với mẹ, đã dạy tôi một bài học lớn cho những mối quan hệ sau này. Ngày tôi tốt nghiệp thì ba mất đột ngột trong một chuyến ra khơi đánh cá. Trong một đêm, mẹ như già đi 10 tuổi. Ngày cúng xả tang 3 năm, mẹ lắc đầu, bảo rằng sẽ để tang cho ba đến trọn đời. Nhiều người từng hỏi, mãi mãi là bao lâu? Tôi bần thần nghĩ, chắc là cả đời như mẹ. Bạn thân mến, những mảnh tình thời ông bà anh của ngoại, của ba mẹ tôi, không có sự nồng nhiệt khởi đầu, nhưng lại có một dấu chấm lửng đầy tiếc nuối. Không có oanh oanh liệt liệt truy đuổi, nhưng đầy nỗi đau triệt nội tâm khi sinh ly tử biệt. Tôi nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói, lúc còn trẻ, chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời. Đúng vậy, là cả cuộc đời, bởi từ tình yêu đã dần trở thành tình thân, tình thương, chẳng cách nào chia tách. Cảm ơn Nguyễn Trúc với những cuộc tình thương rất nhiều cảm xúc. Và bây giờ, Hường gửi tới bạn một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một ca khúc mà Hường rất thích. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Ca khúc Diễm Xưa. Chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua, trên bước chân em âm thầm lá đổ, chợt hôm xanh buốt cho mình xót xa. Chiều nay còn sao có nhau hẳn lên nỗi đau, bước chân em xin về mau. Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động, làm sao em nhớ những vết chim gì, xin hãy cho mưa qua miền đất rộng để người phiêu lãng quên mình lãng du.
vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Dài tay em ấy thua mắt xanh xao, nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ. Đường dài hôn hút cho mắt thêm sâu. Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua, trên bước chân em âm thầm lá đổ. Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa. Chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ mãi trong cơn sao có nhau hẳn lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau, mưa vẫn hay mưa cho đời biến động. Làm sao em nhớ những vết chim gì, xin hãy cho mưa miền đất rộng để người phiêu lãng quên mình lãng du. Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động. Làm sao em biết bia đá không đau, xin hãy cho mưa miền đất rộng. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau sỏi đá cũng cần có bạn thân mến, bạn vừa nghe hưởng hát ca khúc Diễm Xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cảm ơn nghệ sĩ Lê Việt Cường đã đệm đàn cho Hường. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúc bạn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.